Bye.
đạo Phật. Con xin chấp lễ, chấp bái, chấp tụng, chấp cầu. Con xin lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, mười phương chư Phật mười phương. Chúc kim liên, kim nhật, kim thị, giác ất, bình định, mậu kỷ, canh tân, nhâm quý, tí, sĩ, dần mão, thìn thị, ngọ mùi, thân dậu tốt hại. Hôm nay đông xuân tịch đủ số phi tiên về quy tàu tổ đạo nhân lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lão đánh đò sang tới đón ông về bên kia Tây Trúc. Gia đình tín chủ quê hương lăng cả hòa thượng lấy quan phận bến đi chơi gần chơi xa. Chơi ở cây cao bóng cả ngã ba đường về hiến hưởng lai hâm. Cho phép lão đánh con đò rồng sang tới đón ông về bên kia Tây Trúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Có lòng mà thương mau mau ra